Vâng, hôm nay em tiếp tục lên cho cơ sở Trung Kiên để giới thiệu cũng như tham khảo với các bác một cái quy trình đóng mọt vào chiếc đầu Ford 4000 đời T3 zin nguyên bản. Em lên đây thì mục đích tức là tham khảo ý kiến cùng các bác để đóng góp, đúng không ạ? Thì lúc này cơ sở Trung Kiên là có lên một cái mọt thì chiều ngang là 2m, chiều dài 4m, cầu 8 tấn. Đấy, cầu 8 tấn. Đấy, hộp số thịt. Và đây là cái lát mới nối xong. Đó nha. Đấy, làm một lần. Đấy, làm mới nối. Thì trong cái quy trình đóng mọt thì hôm trước em đã lên cho các bác một cái mọt là có gồm có bánh đôi và cầu và nhíp và sexy và lên thùng. Thì hôm nay thì chương trình cũng đã gần xong. Thì trước khi mà gần xong lắp số vào thì có một cái phải đưa đít xe vào, đưa cái đít em Ford 4000 vào để cân đo cái sự dung sai và cái độ chính xác cho nó tuyệt đối vào cái đít em này. Bởi vì chiếc Ford 4000 này là của cơ sở Trung Kiên, là chiếc Ford đầu Ford zin có nha, còn zin nguyên bản. Đấy. Và thứ hai là có trợ lực cho lái. Đây. Đấy, trợ lực. Em lên đây thì nếu có bác nào mà đang còn thích, đúng không? Thì cũng alo cho em, rồi em dẫn bác đến để bắt đầu tiếp tục vào chương trình làm sơn nguội. Đấy, và mui cũng đã hoàn tất, có nha. Trước khi cái đầu Ford này là hàng bãi đưa về, có nha. Hàng bãi đưa về mà chưa làm mui. Đấy, nó chỉ có rè và vỏ thì sẽ độ lại cái vỏ, tức là mua cái vỏ zin của nó dữ lắm, nứt ra. Thì cơ sở Trung Kiên có mua một cái vỏ tức là 18-430 của Otani vào đây tám lốc nói nha. Thì của Otani của cũ vào. Thì riêng cái vỏ này là cơ sở Trung Kiên là mua 13 triệu, nói nha. Riêng cặp vỏ thôi là 13 triệu để đưa vào đây. Đấy, trị giá cái đầu này là 80. Cái đầu này 80 triệu. Đấy, ví bây giờ cái đầu này 70 triệu. Rồi bây giờ là thành 85. Rồi tất cả hình như là hết, hoàn tất. Hoàn tất của nó là nằm vào 95 triệu. Cái đầu. Hoàn tất là 95 triệu cái đầu này. Các bác nhá. Và đằng sau cái mọt của em này thì cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Thì riêng cái mọt cũng tầm trên dưới gần 100 triệu. Đó nha. Đấy, tầm cỡ 90 đến 95 triệu hoàn tất cái mọt. Cộng với tất cả mọi hoàn tất. Đấy. Thì cái đầu pho này là sẽ gánh vào cái mọt này để kéo. Nếu như bác nào thích thì các bác sẽ alo cho em vẫn tiếp tục cho các bác đến để tham khảo. Còn cặp vỏ là 18-430. Nhà còn riêng đây là mặt zin của em nó luôn, đèn zin đang zin, chưa có chuẩn bị làm một cái ba đề khống đằng trước các bác nhá. Đấy, cho đẹp. Đấy. Em lên như thế này là để cho các bác tham khảo thôi nha. Bác nào mua thì cũng được, không mua cũng không sao. Đấy, và đây là vấn đề cái chủ yếu của em nó luôn, và T3 các bác nhá. T3 đùi to, đùi to sinh năm 1978, 74. Đấy, và mù lớn. Yên là yên nhúng các bác nha. Yên nhúng. Yên nhúng. Đây, và bàn thờ của em ở đây. Như vậy. Mai mốt là làm một cái mà ấy nữa các bác nha. Đấy, bàn đây là xong. Đấy. Rồi, em dẫn các bác lại xem cái quy trình để lắp mọt. Các bác nha. Đây này. Đấy, tất cả mọi cái bắt mọt đã xong. Và lắp bắt vào đuôi chuột đã xong. Đấy. Mọi cái đã hoàn tất. Rồi, và đến cái vào đây, độ tức là cơ khí bắt nguyên một cái này cụm này là có bi. Đấy. Có bi và số zin các bác nhá. Đây, và lắp đi xuống đàng hoàng đầy đủ và tí nó hàn chẳng. Đấy, thì đây đã hàn xong rồi các bác này. Được, đã nó ngồi đây rồi. Đây, ốc zin bắt hết. Rất chắc chắn đảm bảo. Còn đây là nguyên một cái sexy zin của cầu và vỏ và
nguyên luôn. Đấy. Nguyên xí hết các bác nha. Đấy, và độ nguyên một cái mỏ để đưa vào. Cực kỳ là đẹp. Đấy, và bắt đã xong hoàn tất. Chỉ còn sơn lên trà là xong. Còn rô. Và sắc xị đẹp không? Đấy, hai bánh và đầu. Lắp của em đang đây này. Lắp đây, lắp xuyên suốt luôn. Đấy. Được kì. Bánh đôi. Vỏ là 9020 nha. Vỏ rất ngọt và đẹp. Đấy. Đấy nha. Đây là đít của em luôn. Cao 1m6, rộng 2m lọt lòng, dài 4m lọt lòng. Đấy, cầu 8 tấc. Đây, hoàn tất. Chuẩn bị vào tận mai bắt tất cả mọi tháng hơi. Ngày mốt là sơn các bác nhá, để giao xe. Đấy, bác nào muốn cần đóng, các bác nào muốn cần đóng hoặc và muốn cần đặt thì cơ sở Trung Kiên làm luôn. Mọi chi tiết tất cả bác toàn bộ đà bằng đá vân hết. Cực kỳ chắc chắn và đảm bảo. Ôi. Cắt góc. Hãy dụ. Hả? Đây. Lúc nãy đóng ngầm mầm mầm, người ta cắt bớt người ta đưa xuống. Ê đi làm. Mất công những đóng đóng mệt người chả được gì. Đây các bác nhá, và bên này từng đường hàn tất cả mọi cái đi hết các bác này. Đấy, rất cẩn thận nha, ốp hết không cho nước mưa vào cũng như một. Đây là mới phần thô các bác nhá, ngày mai làm tinh là sơn lên đó là đẹp luôn các bác. Đấy, rất chỉ để các bác xem tham khảo cùng với em. Đây các bác nhá, đây là tất cả mọi cái này, rất to dày bọc luôn, hai phần dày luôn nhá. Đấy, một phần. Đấy, rất tuyệt vời. Và cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn các bác. Nếu bác nào cần đóng mọc hoặc đặt mọc thì các bác liên hệ với em 0394 326 198. Em sẽ dẫn các bác đến để mua mọc hoặc đặt mọc. Và cuối cùng em xin dừng ở đây. Xin chào các bác, buổi sáng.